trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay, à xuống trở về đổi tay, kéo vào đẩy ra, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay, ra xuống trở về thả lỏng tay. Đặt hai viên gạch cạnh đầu gối, nhấn xuống xích cơ bụng nâng mông lên, xuống hai lên, xuống ba lên, xuống bốn lên, xuống năm lên, giữ năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra, thả lỏng tay chân. Xếp đổi chân, vặn cột sống, đưa tay phải ra sau, tay trái nắm tay phải kéo căng, úp vào eo bên trái, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu, xoay phải, thở ra, trở về, hít sâu, xoay thở ra, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm, trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, hớp bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi bên, thẳng lưng hít sâu, xoay trái thở ra, trở về sau, xoay thở ra, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về sau, xoay thở ra, xoay thêm, trở về sau, xoay thở ra, xoay tối đa, hết bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay. Hai tay đang ở sau lưng, thẳng tay thẳng lưng ưỡn ngực, ngửa cổ hít sâu vào, rung dài người tới, cúi xuống ôm bụng thở ra, cúi xuống ép thở ra, nâng lên hít sâu vào, rung tới cúi xuống ôm bụng thở ra, nâng lên hít sâu vào, cúi xuống thở ra, lên hít sâu vào, chỉnh cam sa ra tâm, sa người ra thấy y như cô vậy nè, trường tới cúi xuống ôm bụng thở ra, bật tay ra lên, cúi người xuống ép sau thở ra, năm bốn ba hai một, nâng lên hít sâu vào, thả lỏng tay, thở ra, tháo chân ra, giữa hai chân thả lỏng, rồi tâm kéo cái thảm lui ra sau đi, để cam y vậy kéo lui cái thảm ra, ngồi xa ra xa, rồi rồi ngồi lui về cuối thảm ở tư thế kim cương, tư thế kim cương, duỗi mũi chân ra,
mong ngồi trên đó. Rồi có hai cẳng tay, khuỷu tay chạm vào đầu gối, chống xuống sàn, đo lên thêm một gang tay nữa, chống và đo lên một gang tay. Hai chân mở rộng bằng vai, tay mở rộng bằng vai, bàn tay chống ngay dưới vai, đầu gối chống ngay dưới hông, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, hóp bụng thở ra. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, cập xương cụt xuống, thở ra. Hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ lên, thở ra, cong lưng lên, đúng rồi, thớp bụng thở ra. Hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ, thở ra, cong lưng lên, hóp bụng thở ra. Hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ, giữ lại 5, rướn cổ lên 4, 3, 2, 1, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở ra. Lúc rốn cao lên, xí cơ bụng lại, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, lui mông về chạm gót, lưng cột sống trơn người lên, rắn hổ mang. Hít sâu vào, thắt vai, ưỡn căng lồng ngực tới, rướn cổ lên, rướn lên, lui mông về, thở ra, co đầu gối chịu xuống, kéo lui mông về chạm gót, thở ra, trương người lên, rắn hổ mang. Hít sâu vào, lượng cột sống lên, uốn cong lưng, chống chung khuỷu tay xuống thủy, lò vai xa cái lỗ tai ra, lui về, hóp bụng thở ra. Hít sâu vào, trương người lên, uốn cong lưng, lui về, hóp bụng thở ra. Đưa người lên, hít sâu vào, xề vai, ưỡn ngực, chùng tay xuống, cho vai xa lỗ tai, ưỡn căng lồng ngực tới, ưỡn lồng ngực tới, siết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng, lui về, hớp bụng thở ra. Mông chạm gót, trán mũi chạm sàn, thở lỏng thân, cuộn từng rốn sóng ngồi lên, cuộn lưng lên trước đi nào, khớp bụng thở ra, ngồi duỗi hai chân về trước, ngồi duỗi chân về phía trước, thẳng gối dựng đứng hai bàn chân, ngồi ezuko, thẳng đầu gối dựng đứng bàn chân lên, ngồi thẳng lưng lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trương người tới, gập xuống, thở ra, thẳng lưng tới, đẩy lùi mông ra phía sau, nâng lên, hít sâu vào, trương người tới, gập xuống, thở ra, hớp bụng thở ra, lên, hít sâu vào, trương tới, hóp bụng thở ra, ép xuống thở ra, nâng lên, hít sâu vào, trương tới, ép xuống thở ra, hóp bụng gập sau, nâng lên, hít sâu vào, trương tới, ép xuống thở ra, nâng lên, hít sâu vào, lần nữa hóp bụng thở ra, ép sâu xuống thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, hạ tay xuống thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu, hít sâu và thở ra, hít sâu thở chậm ra. À, Tâm đứng lên coi cái Tâm. Bây giờ tập đứng, Tâm đứng lên coi. Móc đầu tùm lum nè, đẩy cam xa ra, đặt cái cam với cái thảm mình cách nhau khoảng 2 mét.
là 2 mét rồi. Rồi em đứng lên xem nè, đứng lên như cô nè, thấy đúng rồi. Rồi, cái thảm ở đó em ngóc cái cam lên xí, em ngóc cái cam lên, ngóc cái cam lên rọi lên xí vừa thôi. Rồi, được rồi, đứng cách đầu thảm thủy cũng vậy nữa, thủy đứng lên coi thủy. Hương cũng vậy, rọi cái cam lên chị Hương, cái cam của chị rọi xuống sàn nhiều quá, bây giờ mình tập đứng rồi. Rồi đứng lên, đứng cách đầu thảm 2 tấc. Nay là trong lớp là chị Hương là số 1 đó nha, chị Hương là đang làm gương nha. Chân khép tay chấp trước ngực, thở hết hơi rằng vươn hai tay lên hít sâu vào. Đứng cách đầu thảm tâm, đứng cách đầu thảm 2 tấc, đứng cách đầu thảm 2 tấc. Đứng xích tới nữa, đứng cách tới 2 tấc à. Rồi hít sâu vào, kéo căng tay vai ra sau, đẩy lồng ngực lên, thở ra. Đúng rồi, nâng lên hít sâu vào, trương người tới cúi xuống thở ra, cúi người xuống kéo căng hốc bụng thở ra. Quỳ gối chống hai bàn tay ngang hàng với hai bàn chân, ngang hàng chung đầu gối xuống. Tâm cô nói tới đâu tập theo tới đó liền, chống bàn tay ngang hàng với hai bàn chân. Rồi bước chân phải dài ra sau hít vào, đầu gối trái ngót vuông, đầu gối trái ngót vuông, cho nên bước bàn chân trái xích lên, bước bàn chân trái ngang với bàn tay, ngang với bàn tay. Rồi nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng lên, nâng đầu gối phải lên, bước tiếp chân trái bằng chân phải, trường vai tới hít thêm thẳng người. Đúng rồi, rút bụng siết lại, hạ đầu gối xuống, hạ ngực hạ tầm xuống, nâng mông lên thở ra. Cô nói tới đâu vừa nhìn là làm theo luôn. Đặt ngực cầm xuống tới sàn, nâng mông lên thở ra. Rồi trương người lên, nhí sâu vào, rắn hổ mang, duỗi mũi chân ra. Đúng rồi, rất tốt. Chịu đầu gối xuống, chống chân, nâng người lên chớp mặt thở ra, cúi người xuống ép vai ép lưng, đẩy cao cái mông lên tâm, cái vai ép vai xuống nè, đẩy cao cái đỉnh mông lên trần nhà, đẩy cao cái đỉnh mông lên trần nhà, đẩy cao lên cúi xuống, mắt nhìn xuống chân, mắt nhìn xuống chân. Đúng rồi, đẩy tới nhón hết gót chân, bước chân phải lên bằng hai tay hít vào, bước chân phải dài lên. Đúng rồi, bước dài lên, đầu gối phải gót vuông, hạ đầu gối trái xuống, hạ đầu gối trái xuống sàn, đầu gối phải gót vuông. Tập bài chào mặt trời cổ điển. Rồi nâng đầu gối trái lên, bước tiếp chân lên thở ra, thẳng gối buông đầu ép sâu vào con cò, hớp bụng thở ra, cúi xuống ép sâu thở ra. Hai tay ra cạnh với đầu, ra bằng với đầu nè, đưa hai tay ra bằng với đầu, đưa ra liền tâm, đưa hai tay ra liền, hai tay em đang ở đây, đưa tay ra bằng với đầu, nâng người lên hít sâu vào, kéo căng tay vai ưỡn ngực ngã ra sau thở ra, kéo căng ngã ra sau thở ra, nâng lên hít sâu vào, trường người tới cúi xuống thở ra, cúi xuống hốc bụng thở ra. Đặt hai tay ngang hàng với hai bàn chân, chống xuống ngang hàng,
À, chụp đầu gối chống tay xuống cho ngang hàng với hai bàn chân đi. Rồi đưa chân trái bước dài ra sau, hít sâu vào, hạ đầu gối nhìn thẳng về phía trước. Đầu gối chân phải gót vuông. Đầu gối chân phải gót vuông, tâm bước chân lên xích lên xí. Bước bàn chân phải xích lên, chân sau để y. Đúng rồi, nón đầu gối trái lên. Bước tiếp chân phải bằng chân trái, trường vai tới hít thêm, thẳng người ra rút bụng siết lại. Không có chu mông, không võng thắt lưng, gồng bụng chứ không gồng vô thắt lưng. Hạ gối xuống, thở ra, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông lên, thở ra đi, hít thở sâu, tư thế con cá sấu. Tư thế con cá sấu. Trường người lên, hít sâu vào, xệ vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Xệ vai xuống, ưỡn ngực lên, uốn cong lưng vào lưng giữa, lưng trên. Chống chân, chịu đầu gối xuống, chống chân, nâng mông lên, thở ra chớ ướp mặt, bám chặt tay vào, ép vai, ép lưng, siết cơ bụng, thở ra. Đẩy tới, nhón hết gót chân, bước chân trái lên bằng hai tay phía sau vào. Bước dài lên. Bước dài lên. Đúng rồi, dài lên xí nữa. Đúng rồi. Rồi nâng đầu gối phải lên. Bước tiếp lên, thở ra. Cúi xuống hóp bụng thở ra. Kéo căng lưng cúi xuống thở ra. Hai tay ra cạnh đầu. Nâng người lên hít sâu vào. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra. Ưỡn căng lồng ngực kéo căng ngã ra sau thở ra. Nâng lên hít sâu vào. Trường người tới cúi xuống thở ra. Cúi xuống ép sau thở ra. Buông lỏng cổ ép thở ra. Quỵ gối chống hai tay ngang hàng với hai bàn chân hít vào. Bước chân phải dài ra sau. Hạ đầu gối phải, đầu gối trái ngốc vuông nằm ở trong nách tay. Nâng đầu gối phải lên. Bước tiếp chân trái bằng chân phải. Trường vai tới hít thêm. Xiết cơ bụng lại. Chắp cơ bụng thẳng người. Hạ đầu gối xuống. Hạ ngực, hạ cằm xuống, nâng mông thở ra. Trường người lên, hít sâu vào. Xệ vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Hấp vai xuống, đúng rồi, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Chống chân, chịu đầu gối xuống chống chân. Nâng người lên, ép gót xuống, cúi xuống, thở ra. Mắt nhìn xuống dưới chân, rút bụng thở ra. Đẩy tới, bước chân phải lên, bằng hai tay hít sâu vào. Bước dài lên, kéo chân lên, kéo lên nửa xí nữa. Rồi tấm gối trái xuống sàn. Hạ đầu gối xuống sàn, nhìn thẳng về trước. Bước tiếp lên, nâng đầu gối lên nè. Bước tiếp lên, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, cúi xuống, hóp bụng, thở ra. Thả lỏng cổ, chút đầu, ép sau, thở ra. Hai tay ra bằng với đầu, ra bằng với đầu. Tâm. Hai tay duỗi ra bằng với đầu. Nâng người lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực ngã ra sau thở ra. Kéo căng ngã ra sau thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Trường người tới cúi xuống thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép xuống hốc bụng thở ra. Trước đầu hóp bụng ép sau thở ra. Rồi khuỵu gối xuống. Bước chân trái dài ra sau. Hít sâu vào. Tấm gối xuống. Đầu gối phải gót vuông. Tập tới lần thứ tư rồi. Mình phải nhớ để ý tư thế nó như thế nào. Đầu gối phải gót vuông. Nâng đầu gối trái. Bước tiếp chân phải bằng chân trái. Trường vai tới tấm ván. Hít thêm, siết cơ bụng lại. Thở ra không võng lưng. À, không chu mông.
Con hay bị chu cái mông lên nè. À, không gồng thắt lưng. Hạ gối xuống. Hạ ngư khà cầm nâng mông thở ra. Đưa người lên hít sâu vào. Xề vai ưỡn ngực uốn cong lưng. Xề vai xuống ưỡn căng lồng ngực ngã ra sau. Chổng chân nâng người lên chớp mặt thở ra. Cúi xuống hớp sâu bụng thở ra bám chặt tay. Ép vai ép lưng mắt nhìn xuống dưới chân đi nào. Thở ra. Đẩy tới bước chân trái lên. Bật hai tay hít sâu vào. Đẩy tới nhón hết gót chân lên. Bước lên. Bước tiếp lên. Thở ra. Thả lỏng cổ buông đầu ép sâu thở ra. Ép sâu hốc bụng thở ra. Hai tay ra cạnh đầu. Bằng với đầu. Nâng người lên. Hít sâu vào. Kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra. Kéo căng 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 ưỡn lồng ngực lên ngã thở ra. Nâng lên hít sâu vào. Tập ba cho mặt trời biến thể một luôn. Cúi xuống hớp bụng thở ra. Cúi xuống ép sâu thở ra con cò. Tư thế vừa rồi là cây lao. Giờ tư thế này là con cò ép sâu thở ra. Thì gói. Bước chân phải dài ra sau. Hít sâu vào. Đầu gối trái gót buông. Bước chân xích lên chút nhấn lùi xuống. Vươn hai tay lên. Ngã ra sau thở ra. Tấn gối nhấn hông ngã thở ra. Tấn gối nhấn hông ngã thở. Nâng lên. Hít sâu vào. Con cò hết đi không anh? Chống tay xuống. Bước tiếp chân trái bằng chân phải. Coi cái iPhone á. Dương vai tới. Thẳng người. Đó cái dây đó. Hạ đầu gối xuống. Hạ ngược hạ cầm xuống. Nâng mông thở ra. Tư thế con cá sấu. Hồng rút cái dây đó ra đi. Trương người lên. Rắn hổ mang. Hít sâu vào. Xề vai ưỡn ngực ngã ra sau. Đúng rồi. Chịu đầu gối xuống chống chân. Nâng mông lên cúi xuống hốc bụng thở ra. Bám chặt tay vào tắt liệt. Nhấn cái nút của cái đó tắt. Ép người xuống hốc bụng thở ra. Chân phải ra sau lên chớp mặt một chân. Hít sâu vào. Đẩy cao hông lên rồi cúi xuống mắt nhìn xuống chân trái đi mắt nhìn xuống chân thở ra đẩy tới bước lên bằng hai tay hít sâu vào bước bàn chân lên bằng hai tay bước dài lên rồi nắm người lên vươn tay lên ngã ra sau thở ra kéo căng 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 ngã người ra phía sau thở ra. Nâng người lên hít sâu vào bước tiếp lên thở ra thẳng gối buông đầu hốc bụng gập sau thở ra hai tay ra cạnh đầu nâng người lên hít sâu vào kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra xiết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng không để đau thắt lưng nâng lên hít sâu vào. Trương người tới cúi xuống thở ra. Cúi người xuống thả lỏng cổ buông đầu ép sâu thở ra. Quỳ gối. Bước chân trái dài ra sau hít sâu vào. Ngã gối xuống vươn tay lên ngã ra sau thở ra. Tấn gối kéo căng ngã người ra sau nhấn hông xuống. Nâng lên hít sâu vào. Bước tiếp chân phải bằng chân trái. Trường vai tới tấm ván hít thêm. Hạ gối xuống. Hạ ngực hạ cầm nâng mông thở ra. Trường người lên hít sâu vào.
xề vai ưỡn ngực ngã ra sau uốn cong lưng rắn hổ mang. Chống chân nâng người lên, cúi xuống thở ra, cúi người xuống đạp gót ép sau thở ra. Chân trái ra sau chớp mặt một chân, nâng chân lên hít sâu vào, cúi người xuống ép thở ra. Đẩy tới bước lên bằng hai tay, hít sâu vào, hạ đầu gối xuống, nâng người lên vươn tay, bước chân trái lên tầm, nhấn hông kéo căng ngã thở, bước chân lên nhấn hông kéo căng ngã thở, nâng lên hít sâu vào, bước tiếp lên thở ra, thả lỏng cổ buông đầu ép sau thở ra, hai tay ra chạm đầu, nâng người lên hít sâu vào, kéo căng tay vai ưỡn căng lồng ngực ngã ra sau cây lau, thở ra kéo tay vai để ngã vào lưng giữa lưng chân, nâng lên hít sâu vào, chắp tay hạ xuống trước ngực thở ra, hạ tay mở chân bằng vai, mắt khép lại tập trung vào hơi thở đi nào, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, điều hòa hơi thở lại, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, mở lớp từ từ nằm xuống. Hai chân co rộng bằng vai, đầu ngón tay chạm tới gót chân, thở hết hơi ra, hai tay đặt lên đùi hít sâu vào, nâng đầu siết cơ bụng lại, nâng lên lướt tay lên tới đầu gối thở ra, hạ chân chậm từng đốt sống xuống, hít sâu vào, hai lần siết cơ bụng lên thở ra, gồng chắc cứng cơ bụng lại, tay nhấn vào không đúng, nhấn vô không đúng, hạ xuống hít sâu vào, ba lên thở ra, siết chắc lại gồng chắc lại, lên xuống hít sâu vào, bốn lên thở ra, lên hít sâu vào, năm lên thở ra, lên hít sâu vào, để tay lên đùi chị Hương, sáu siết cơ bụng lên thở ra, lướt tay lên tới đầu gối hít sâu vào, bảy lên thở ra, siết bụng nâng lên xuống hít sâu vào, tám lên thở ra, siết bụng vớn lên hít sâu vào, chín lên thở ra, siết chắc lại lên hít sâu vào, 10 lên siết cơ bụng lên thở ra, siết cơ bụng lên nhấc lên 10 9 8 7 6 5 4 3 2 một, hạ xuống thở hết hơi ra, hít thở sâu điều hòa hơi thở, hít thở sâu điều hòa hơi thở lại, hít thở sâu, hai tay xuôi theo thân úp bàn tay xuống, thở hết hơi ra, hít sâu vào, siết cơ bụng nâng lên thở ra, hít sâu lại, chậm chậm cuộn từng đốt sống xuống, hít sâu vào, hai lên thở ra,
Thế sao vào ba lên thở ra, thế sao vào bốn lên thở ra, siết chặt lại cứng lại không chắc cứng nhờ, thế sao vào năm lên thở ra, lên nhón gót lên nhón hai gót chân lên luôn giữ, năm siết chặt cơ mông bụng rồi bốn ba hai một, hai tay kéo lại với nhau, úp bàn tay ở dưới mông, đặt mông lên hai tay, khuỷu tay giấu sâu ở dưới lưng, duỗi hai chân ra, thở hết hơi ra. Đấy, tâm nhìn trước nè, nhìn cô trước, hít sâu vào, để căng lồng ngực lên, ngửa cổ ra sau tặng con cá, đặt đỉnh đầu xuống sàn, căng cuốn họng thở ra. Miệng mình hơi khép lại, đẩy lồng ngực cao lên nữa, chống cái đỉnh đầu xuống sàn, đẩy lồng ngực lên tầm. Đúng rồi, rút đỉnh đầu vô, đưa cầm, đúng rồi. Rồi, nè, ngửa ra, đặt đỉnh đầu xuống sàn, đặt cái đỉnh đầu xuống, đẩy lồng ngực cao lên. Đúng rồi, cao lên, giữ đó rất tốt, hít thở đều, cảm nhận không khí đi vào tràn đầy hai lá phổi, tăng dung tích không khí đi vào phổi, lọc sạch phổi, cải thiện hệ hô hấp, cân bằng nội tiết tố, hít thở sâu vào đi. Hít vào, ấn khuỷu tay nâng đầu lên, dưới cổ ra, đặt đầu xuống, thở ra, lấy hai tay ra. Hai tay dang ngang ướp bàn tay xuống, hít vào, nâng hai chân lên, hai gối co lại, ép hai gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở ra. Trở về giữa, hít sâu vào, ép đổi bên, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra, giữ lại, năm bốn ba hai một, hít sâu vào, thở ra, giữ lại, ép vai, xoay mặt qua trái, năm bốn ba hai một, hít sâu vào, nâng tay chân lên vỗ vào nhau, hít thở tự nhiên như nào. Đổi bên. Co tay co chân vỗ vào nhau. Vòng tay ôm gối ép rồi sát vô bụng ngực, thở hết hơi ra. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. Lăn lưng, massage lưng. Hạ đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 rung.
Rơi từ dài, chậm chậm xây mặt qua phải, xây qua trở, trở về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực, thắt bụng ép sát thắt lưng xô, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu, phải thật sự thư giãn thả lỏng, nghe theo cô dẫn đến đâu, tâm trí tập trung vào thả lỏng ra đến Chân đó. đã mở tầm vai, tay đã xuôi theo thân 45 độ, hai bàn chân mình ngã ra hai bên, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng là nó đang co tự nhiên. Mắt khép lại, cầm mình hướng về cuối ngực, đừng có nằm xuống gồng cái cổ, cầm mà đưa lên trần nhà là thế nào cái cổ mình cũng sẽ bị thoát vị hoặc là nhức mỏi, đơ cổ, cứng cổ, bó vai và cổ, cho nên nằm kiểm soát cột sống phải thẳng ở trung tính. Rồi nghe cô dẫn đến đâu, tâm trí tập trung vào thả lỏng cơ thể đến đó. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cổ chân, bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Nghe đến đâu mình cảm nhận như có nguồn năng lượng chạy qua, cảm nhận sâu vào, thả lỏng khớp gối, thả lỏng cơ đùi, thả lỏng cơ mông, thả lỏng khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, từng đốt sống lưng tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng, tim gan phổi thận lá lách của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng cổ, thả lỏng hàm nữa, thả lỏng cơ môi, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng mi mắt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán. Những chỗ đó là thường bị cong lại, nhăn lại, nào hàng trâu mà nhăn trán là nhớ tới lời cô Dung, thả lỏng ra, lỏng chân mày, trán. Cơ thể của tôi đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay, ngón chân. Tâm trí và thần kinh của tôi cũng đang được thư giãn thả. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mới tích cực tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài.
hai tay ra để chân qua để chân 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 hai chân trái đạp xuống nằm nghiêng người qua phải co tay phải chấm đỡ đầu hai trái chấm trước ngực co hai ngón lại hai tay chấm xuống từ từ đỡ ngực lại mát xa trái xong đó. Ta lấy vải xuống tầm ngược lại bước sau tay phải xuống tầm ngược lại mốt vô sớm để chỉnh cam với lại thở rồi nha tập thở rồi nha tắm rồi tập sao có mệt không tâm có mệt không em dạ có mệt hả tập có mệt không nay bà nhẹ nay bà nhẹ chị Hương ha vì đấy đúng tập như này mới là tập cơ bản chứ trước có được tập cơ bản nữa nào đâu toàn cứ theo mấy bà nâng cao khó quá không đưa lên nổi đó đây mới đúng là cơ bản đây thì động tác cơ bản này thì đấy nó đơn giản nó bình thường nó phải dần dần nó mới lên cấp như này cô cho phát khó xong rồi là cứ dần dần sao mà leo theo được theo mấy cái bài khó quá là mỗi lần khó quá là lầm luôn. hên là bữa nay có hai bạn mới cho nên chị Hương mới nghỉ một thời gian quay trở lại là được đi cơ bản. Trước đây có hôm nào tập cơ bản đó toàn nâng cao hết à.